Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Căn nhà giao bán với giá 5 tỷ 450 thôi. Tặng full nội thất và một trệt 3 lầu. Có tới 4 phòng ngủ, có sân thượng trước sau, phòng giặt, phòng thờ riêng. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đường trước nhà rộng khoảng tầm 4m, đường xe hơi 4 chỗ vào nhà nha. Đường khá là đẹp. Căn nhà thì thiết kế rất là sang trọng, rất là tuyệt vời luôn. Hướng chính là hướng đông bắc. Sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một bộ cửa nhôm xi pha. Phía trong này là khu vực phòng tiếp khách, có thể đậu xe hơi đây được. Sàn gạch 80 và được tặng lại sofa. Bên trong thì có bàn ăn, trần thạch cao đèn chùm, ngang 4m2, sâu 12m, thiết kế một trệt, một lửng 3 lầu, giá bán thì có 5 tỷ 450 thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này thì hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng nha. Cầu thang được ốp đá hoa cương, trụ và tay vịn của cam xe và kính cường lực. Khu vực phòng bếp thì chúng ta được làm tủ gỗ ăn cường và có ngăn để tủ lạnh, có toilet ở phía dưới gầm cầu thang, cũng như là có quạt hút và bếp điện từ. Một căn nhà chính chủ xây ở rất là đẹp, rất là chắc chắn nha quý vị. Có 4 phòng ngủ luôn. Cùng em di chuyển lên phía trên. Trên này là phòng tiếp khách, phòng lửng này. Nhà làm theo kiểu lệch tầng. Phòng lửng thì chúng ta được đi sàn đấu máy lạnh. Còn trên này là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì chúng ta có tặng lại giường, nệm, bàn trang điểm, tủ quần áo. Chưa có máy lạnh nha. Có rèm cửa, ban công. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Toilet riêng, bồn cầu khối hết luôn, gạch ốp cao lên hết tường. Và di chuyển lên trên sẽ là phòng ngủ số 2 và số 3. Có cửa sổ bên hông này. Phòng ngủ sau này thì không có nội thất, không có toilet, dùng chung toilet nha. Đấy, có cửa sổ thôi. Trên này là phòng ngủ số 3. Giống với bên dưới nha mọi người. Giống y đúc. Toilet đây. Có vòi tắm sen thuyền. Và lên trên đây là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đây là khu vực giặt đồ. Và phòng thờ, sân thượng cho chúng ta phơi đồ. Sân thượng trước phơi đồ này. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.